10 tháng đã thông qua một cuộc trần ảnh hưởng đến một số khu vực lân cận. Nước lửa Malawi thường xuyên phun trào kể từ năm 1948. Kể từ tháng 5 năm 2018, Indonesia đặt mức báo động đối với nước lửa Malawi ở mức cần theo dõi. Gần 10.000 người Indonesia đã không thể hành hương tới thánh địa Mecca. Chính sách đình chỉ visa hành hương của Saudi Arabia được áp dụng bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 với người Hồi giáo ở nhiều quốc gia trong lúc dịch bệnh COVID-19 lây lan tại nhiều nước trên thế giới. Gần 10.000 người Indonesia đã không thể hành hương tới thánh địa Mecca dịp này và hơn 1.000 người đã bị mắc kẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vì không được nhập cảnh. Tất cả những người này sẽ được đưa trở lại Indonesia theo từng giai đoạn. Hiện nay, ước tính có khoảng 28 người Indonesia đã đến được thánh địa Mecca và đang làm lễ hành hương tại đây. Hội đồng Trung ương Hồi giáo tại Haji và Umra cho hay, những người hành hương sẽ được di dân và hành hương lại theo các lịch trình sẵn có của các nhà tổ chức hành hương sau khi chính phủ Saudi Arabia cấp visa trở lại. Hãng hàng không Saudi Arabia đã đưa ra chương trình hoàn trả vé cho những người mua vé hành hương về thánh địa Mecca cho tới ngày 13 tháng 3 năm nay. Hàng năm, hàng triệu người tới Saudi Arabia để tham dự lễ Umrah, tức là hành hương tới thánh địa Mecca, đặc biệt là số du khách tăng vọt trong lễ hành hương Haji diễn ra vào tháng 7 hàng năm.